Hello chào các bạn, mình là Duy thì chúng ta lại quay trở lại với những chiếc xe tải nhỏ thất lạc, nhưng lần này là ở trên map quảng trường Lumina. Ở đây chúng ta sẽ có một sĩ quan Miu Miu và cũng có những chiếc xe tải nhỏ thất lạc. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe tải nhỏ thất lạc nhé. Vị trí đầu tiên số 1 thì chúng ta sẽ đến chỗ vị sĩ quan Miu Miu và đi đến một cái ngách nhỏ ở phía đằng sau này. Sẽ có một chiếc xe. Vị trí số 2 là xe số 2 thì nó sẽ ở bên trong cái khu vực đậu xe này. Nhưng ở hiện tại thì sẽ không có, các bạn sẽ cần phải đổi về đêm. Bây giờ là 18 giờ tối này, các bạn sẽ cần phải đổi về đêm. Các bạn nào mà chưa biết cách đổi thì có thể vào kênh mình tìm video xem nhé. Thì chúng ta sẽ đổi về 0 giờ đêm để người ta đi hết rồi, người ta về nhà hết rồi thì nó mới xuất hiện cái xe tải nhỏ ở chỗ này. Đó là vị trí số 2. Chúng ta sẽ đến với chiếc xe vị trí số 3. Cái này thì chúng ta sẽ cần phải đi sang phía bên kia đường. Hiện tại thì đang là đèn đỏ, chúng ta sẽ không đi được. Chúng ta sẽ cần phải ấn vào cái khu vực này để nó dẫn chúng ta sang bên kia. Đèn xanh thì các bạn cứ đi thẳng thôi. Lúc nãy ở phía bên kia kìa đó. Đèn đỏ thì chúng ta sẽ cần phải làm như vậy, hoặc là có một cái cầu, có một cầu đi ngang qua ấy. Chúng ta sẽ đến với vị trí số 4. Thì từ vị trí số 3 này các bạn sẽ chạy thẳng nhá đến cái cửa hàng chỗ này. Đó, sẽ có một cái. Vị trí số 5 này, đó, các bạn chạy thẳng dọc theo con đường phố này. Ở cuối con phố này sẽ có một cái xe nữa. Vị trí số 6 là cái xe cuối cùng thì các bạn sẽ cần phải đi lên cái khu vực phía trên này, cái khu vực gọi là khu vui chơi của trẻ con đấy. Sẽ có một cái xe ở đây. Ở đây thì các bạn có thể nhìn ra biển này, đó, thành phố, biển, cầu các thể loại. Sau khi các bạn đã thu thập đủ 6 cái xe, chúng ta sẽ quay trở lại vị trí sĩ quan Miu Miu. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng. Nhận ngay 10 phim màu và những thứ còn lại. Cảm ơn mọi người đã xem video mình. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình ra các video theo. Có câu hỏi gì thì mọi người có thể để lại dưới phần comment nhé. Tạm biệt mọi người. It's Pikachu! It's